Ở đây có chút lễ vật, dạ mong sư phụ đem về đi, nếu không thì thôi bếp trục khách. Phải, đi hộ. Trình sư phụ, võ công của ông ở địa phương Trường An này đã không có người thứ hai. Nếu mà chúng tôi được ông chỉ điểm thì sẽ có lợi ích vô cùng. Bởi vậy Duy Ngã Vũ Quán chúng tôi cùng đồng kính dân lễ vật, mong Trình sư phụ chỉ dạy. Thôi đừng nói nữa. Trình sư phụ, võ công của tôi thật là tầm thường, tôi chỉ dạy ở bên này những đứa đồ đệ bé nhỏ mới tập võ đó thôi. Trình sư phụ. Tiểu Thạch đâu? Sư phụ. Điện khách. Dạ. Hai vị đại sư phụ, xin mời. Đi. Hai vị đại sư phụ thật mau tay mau chân, xin phép không tiễn xa. Thật là mau tay mau chân thiệt, chạy vẫn còn được mà. Sư phụ, sư phụ, sư phụ. Xin hỏi quả người lợi hại. Trình sư phụ, có gan thì đi theo tôi. Sư phụ, tôi cũng muốn đi. Ông bạn, ông bạn gọi tại hạ tới liền, làm gì mà phải trốn? Kinh không giỏi quá. Dạ cảm ơn. Tại hạ là Trương Siêu Chánh, lại là đương kim quân sư của thái tử, xin trình sư phụ chỉ giáo. Ủa, võ công của ông tuyệt thế, sao ông lại làm chức quân sư? Hỏi rất hay. Làm vậy là để che giấu thân phận. Thật sự tại hạ là vệ sĩ của Hơn Dương gia thống lãnh. Tại hạ vẫn chưa hiểu. Tại hạ nhậm chức quân sư của thái tử, sự thật là sách lược của Hơn Dương gia. Trình sư phụ, đương kim thái tử thường sơn dương gia, thất đức vô nhân, sau này khó trị thiên hạ. Hơn Dương gia hùng tài đẫm lược, chỉ cần ổng lên tiếng kêu gọi, tất cả hàng vạn dân chúng tuân theo. Bởi vậy tôi muốn mời các hạ đồng mưu đại sự. Tại hạ chẳng qua là một người bình thường, làm sao mưu đồ đại sự được. Nếu các hạ muốn tạo tương lai sự nghiệp, nam nhi phải tự cường. Với công lực võ công các hạ, sau này sợ gì không phong quan tấn tước chứ, hưởng thụ vinh hoa. Bởi vậy tôi muốn các hạ đầu quân vào Hơn Dương gia. Trương đại nhân, tôi không dám, chỉ gọi nhau là huynh đệ là đủ lắm rồi. Tôi vấn đề này hãy từ từ rồi tính, về suy nghĩ 3 ngày rồi hãy quyết định. Tạ ơn Trương đại nhân. Má Liễu. Mì nương. Má Liễu, tiểu thuận tử lại đây chưa? Không có, chuyện gì vậy? Nè mì nương, tại sao con để chúng nó đợi lâu quá vậy? Xuân Mai, Hương Lan, tôi làm mấy người đợi lâu quá. Ngày mai có một chuyện này muốn xin các chị giúp đỡ. Có chuyện gì chị cứ việc nói. Phải đó Võ Tài Nhân, má Liễu và chị đối với chúng tôi như người một nhà. Chúng tôi có thể giúp đỡ chị chuyện gì chúng tôi rất là vui lòng. Sự thật là như thế này, ngày mai tôi và Tấn Dương gia, tiểu thuận tử muốn ra khỏi cung đi chơi. Các người không những phải giúp tôi bảo vệ bí mật, mà còn nếu có Dương gia hay tổng quản hay bất cứ người nào muốn tìm tôi nói chuyện, các người cần phải giúp tôi che đậy. Võ Tài Nhân, chuyện này chị cứ yên lòng, chúng tôi sẽ sẵn sàng giúp chị. Nếu mà có chuyện gì xảy ra, chị cứ hỏi chúng tôi là được rồi. Có những lời nói các người tôi rất tin. Các người trở về được rồi. Dạ, dạ. Ngày mai con ra khỏi cung thật à?
Má Liễu, má có muốn theo chúng con ra cung không? Hồi trước cứ tưởng hoàng cung là thiên đường chứ, sau khi vào đây mới biết là buồn quá chừng, một chút tự do cũng không có. Lén rút ra khỏi cung, nếu mà người ta biết được á thì tội nặng lắm. Mì nương, má thấy... Má à, không có chuyện gì đâu. Có Tấn Dương Gia và Tiểu Thượng Tử cùng đi với con, con sẽ có biện pháp. Đến lúc đó không ai biết con là ai hết. Công công mời vào. Tiểu Thượng Tử. Tôi nói với cô, canh ba sáng mai cô đến cửa lớn của Tấn Dương Phủ, tôi đợi cô bển nha. Sớm như vậy à? Ê ta, nhất định là phải rời khỏi trước khi văn gió bá quan lên triều, đó là quy tắc mà. Được, Tiểu Thuận Tử, ngươi trở về bẩm báo Tấn Dương gia, ta nhất định sẽ đúng giờ đến. Trình sư phụ, Dương gia có ba lớp võ sĩ như thế này, nếu mà Trình sư phụ chịu đầu quân Hán Dương à, có thể huấn luyện thêm ra lớp thứ tư, thứ năm nữa, thậm chí càng nhiều càng tốt cho võ sĩ đó. Không, đó là kế hoạch sau này của Trình Trang Sĩ. Về hơn Dương ta chỉ là một cái miếu nhỏ, không dung nạp được ông Phật thật lớn, chỉ là một vùng nước cạn, rồng to không ở được. Nếu không như vậy, bổn Dương càng có trách nhiệm phải mời Trình Trang Sĩ cho được. Hơn Dương gia, tài cán tôi có đáng chi đâu, chẳng qua Dương gia nể tình khen ngợi đó thôi. Cứ theo như lời Trang Sĩ nói thì chứng minh bổn Dương mắt xem người không có sai. Dương gia cần Trình sư phụ đảm trách nhiệm vụ gì đó. Bổn Dương ở bên mình các thái tử có ông Trương Sư Chánh, nhưng mà ở Ngụy Dương phủ đó chưa có một người tâm phúc tài giỏi. Thuộc hạ hiểu rồi. Nếu mà kiềm chế được thái tử Thường Sơn Dương cùng Ngụy Dương thái tử, như vậy Tấn Dương không còn đáng kể nữa. Đúng đó, nếu mà trừ được thái tử Thường Sơn Dương, như vậy hoàng thượng còn có Ngụy Dương, đồng thời hoàng thượng càng xem trọng Lý Thái, đối với thái tử là càng nhiều hơn chứ không phải ít hơn đâu. Bổn Dương sẽ dè dặt khi đối phó với Ngụy Dương. Và Ngụy Dương phủ chỗ nào vậy? Ở đại nội, đồng thời là khích dích hoàng thượng chứ thần cung võ đức điện đó. Nam Anh, anh cũng đã đến rồi à? Một hoàn cảnh không thể không trả lời được. Vừa mở đầu, sư chánh cố ý biểu lộ thân phận của nó liên quan cùng với Hấn Dương gia, Lý Ngương Sương và Thường Sơn Dương điện hạ, đó là bí mật to lớn. Tôi biết bí mật này, nếu không trở thành người tâm phúc thì là kẻ thù của địch nhân. Đúng vậy. Tiếp đó anh lại quan sát căn cứ bí mật của nó. Những bí mật này không thể để một người ngoài biết được. Bởi vậy anh không thành người tâm phúc nó không được. Nói đúng ra anh ở Trường An sẽ không chỗ nào yên thân được đâu. Cái đó tôi cũng biết, nhưng mà tôi lại không hiểu. Bởi vậy tôi phải tính khác. Tôi cũng biết vậy. Anh bảo Tiểu Thuận Tử tìm tôi lại đây, nhất định là anh muốn nói với tôi anh cũng muốn vào cung nữa. Đúng, chúng ta đều lo lắng cho Mi Nương trong cung tình hình ra sao. Chúng ta muốn tìm cơ hội bảo vệ cổ. Tôi đây ném đá dò đường, sau đó thì anh cứ theo mà vào. Nam Anh, đây đều là số trời đã xếp đặt cho ta. Tôi nghĩ đây là Hướng Dương cùng quân sư của ổng dự liệu cũng không chừng. Lại để xét coi, đi qua là phải để xét. Cái làm gì dữ vậy? Có đẹp có gì kia, có gì kia, ôi trời dữ lắm, có kia. Ôi trời, con này dữ thế này, coi nha, coi nha. Ôi, làm cái gì? Coi kìa.
Ngồi đây. Công công đây mới tới đó phải không? Anh nói cái gì? Đừng có kêu như vậy. Để tôi giới thiệu cho biết. Đây là Tiểu Ninh Nhi công công. Chào Tiểu Ninh Nhi công công. Còn đây là Tiểu Trụ Tử công công. Dạ chào Tiểu Trụ Tử công công. Họ vào cung sớm hơn tôi. Địa vị của họ cao hơn tôi. Họ là người danh tiếng cận thân hoàng thượng đó. Vậy xin lỗi nha. Uống rượu gì nè? Để tôi làm món gì thiệt ngon lên quý khách ăn nha. Lấy hai bình rượu qua điểu tốt nhất, dài dĩa đồ ăn ngon để mà nhậu rượu. Cái gì ngon nhất á thì cứ việc đem lên hết đi. Cứ đem mau mau đi. Dương gia, vì phải che giấu thân phận, không có thể làm vậy. Ông đừng có nổi giận nô tỳ mà. Ai da, trời ơi. Chuyện gì vậy? Tiểu tụ tử, cái thằng Tiểu Ninh nó có một bà con ở trên đường lớn mở võ quán. Tôi muốn đi coi thử. Bây giờ tôi dắt nó đi, còn ông thì ở lại đây chờ tôi nha. Nhưng mà rượu thịt sẽ đem lại, ăn xong rồi mới đi. Nè không được. Tiểu trừ tử, tôi gấp rút muốn biết được tình hình ở quê tôi. Bây giờ tôi ăn không có được. Thôi được. Hai người đi mau rồi về. Một mình tôi ngồi ở đây uống rượu thật là không hứng. Được rồi, tôi trở về liền. Mau nha. Mau chút nha. Nè, cái võ quán này đó, đồng hương của anh ở trong đó. Nè, tôi không yên tâm Dương gia, tôi trở về đó nha. Anh về trước để lo cho Dương gia, tôi sẽ trở lại. Anh Minh, anh cứ trú ngụ tại đây. Sau này có tình hình ra sao rồi ta sẽ quyết định. Cảm ơn. Nhưng mà vì kế hoạch lâu dài, tôi cũng muốn học theo phương pháp của anh nữa. Anh cũng lại nữa. Anh Minh, anh muốn học tôi cái gì? Anh mở võ quán, tôi mở học đường. Đúng. Hai ta một văn một võ, rất căn bản ở Trường An này. Có lẽ chúng ta có thể giúp được Mi Nương. Hy vọng như vậy. Tình trạng Mi Nương gần đây tôi không biết ra sao nữa. Anh Minh, nếu mà tôi được vào cung theo đúng như sắp đặt của Hấn Dương, tôi nhất định tìm gặp Mi Nương, nói cô biết anh cũng đến. Hoàng cung là nơi rất thích hợp với cổ. Cổ sinh ra kiều mỹ quyến rũ, nhất định rất được hoàng thượng sủng ái. Bây giờ chắc cổ đã quên tôi rồi. Không có. Mi Nương tuy ở thâm cung, nhất định tưởng nhớ chúng ta. Anh Minh, tôi thường nói ngay thẳng, xin anh đừng phiền. Có gì cứ nói. Lúc trước kia Mi Nương chưa vào cung, tôi biết rằng anh cũng là một người đang đeo đuổi Mi Nương. Anh nghĩ nếu mà Mi Nương chưa vào cung, cổ sẽ là vợ của người nào?
cổ sẽ sống suốt đời với tôi và tôi yêu cổ. Anh tự tin như vậy, tôi lại nghĩ cổ nhất định sẽ là mẹ của đám con của tôi sau này. Không, Nam Anh, Mi Nương đã từng tặng cho tôi một tín vật, đồng thời cổ đã hứa làm vợ tôi. Tín vật gì? Bây giờ tình cảnh đã thay đổi rồi, nói điều này thì có ích gì chứ. Đúng rồi anh Minh, nếu mà tôi vào được trong cung, anh có nhắn điều gì tôi nói cho. Dù có nói trăm ngàn lời cũng chỉ rút lại thành một câu: chúc hạnh phúc. Nam Anh, chúng ta vượt bao dặm đường để đến Trường An đều cũng vì muốn được lòng của cổ. Mi Nương, Mi Nương. Nam Anh, Vũ Dân, tại sao giờ tối quá vậy? Má Liễu, cẩn thận chút à. Nè, cẩn thận chút. Nằm xuống. Ê chà. Lao cho ổng đi. Nè, Mi Nương, má đi nấu chút nước nóng nha. Dạ, để tôi phụ cho. Đã chuẩn bị xong hết rồi chưa? Dạ đã xong rồi. Trẫm đi coi. Tuần Phong. Dạ có thần. Trẫm được biết rằng trong nước ta bị nạn thiên tai, trẫm rất là buồn lòng, nên trẫm mới nhờ Hiền Khanh cầu mưa để giúp cho muôn dân. Không biết ý của Hiền Khanh thế nào? Thần tuân chỉ. Ngày mai là ngày huỳnh đạo kiết nhật, thần sẽ tế cao thiên địa, xin cho mưa xuống. Hiền Khanh thấy hy vọng không? Cầu mưa xuống được cho đất nước. Hoàng thượng yêu thương muôn dân thật là đức độ. Nếu được kính thỉnh hoàng thượng cùng văn võ ba quan lâm đàn thì chắc đấng thiên hoàng cảm động, đại giang mưa xuống, giải trừ hạn kiếp. Tốt. Giờ ngọ ngày mai trẫm sẽ cùng văn võ ba quan đăng đàn để phụ khanh cầu mưa.
Ông đã thức rồi hả? Sao mây đen lại tan vậy? Khải thấu hoàng thượng, đạo pháp của hai thần bị người ta phá rồi. Người nào có thể phá đạo pháp vậy? Hai thần sợ rằng chọc giận đến hoàng thượng, hai thần không dám nói ra. Trẫm ở đây không có gì mà không nói được. Khanh nói đi. Dạ. Khải bẩm hoàng thượng, có một sức mạnh phát ra từ điện của thái tử, xong giờ ngưu đảo phá hết đạo pháp của hạ thần. Vậy là thế nào? Thần e rằng trong điện của thái tử có xảy ra hành vi ô uế, xin hoàng thượng tra xét. Được, để trẫm tra xét. Lại đây chút coi, lại đây chút coi. Chạy hả? Chạy. Bắt được rồi, bắt được rồi. Chạy ha. Ở lại biểu chút coi. Chạy được rồi. Chạy hả? Không chạy được đâu. Lần này không cho chạy nữa đâu. Đứng lại, đứng lại, không có chạy. Không kiến hoàng thượng. Vua hoàng. Hoàng nhi, xin khấu kiến phụ hoàng. Xin phụ hoàng tha thứ cho thằng. Phụ hoàng, phụ hoàng, xin tha thứ cho thần nhi. Phụ hoàng, phụ hoàng. Ngươi là một thái tử, vì sao làm những chuyện đê hèn, những hành vi hạ lưu như vậy? Ngươi muốn chọc ta chết sớm sao? Phụ hoàng. Muốn bay đâu? Dạ. Đem thái tử nhốt vào thiên lao đợi trăm xét xử. Tuấn lên chị. Phụ hoàng, phụ hoàng, phụ hoàng, phụ hoàng. Khải bẩm hoàng thượng, thái tử điện hạ tuổi hãy còn nhỏ, khó tránh được tánh ham chơi, lỡ phạm tội nhưng không phải tội trọng, cuối xin hoàng thượng khai ân. Xin hoàng thượng khai ân. Thôi được, thôi được, trẫm sẽ tha thứ nó lần này, lần sau không được tái phạm. Thuần Phong. Dạ có thật. Bao giờ mới có ngày huỳnh đạo để tiếp tục cầu mưa? Khải bẩm hoàng thượng, hạ thần đạo pháp bị phá, sợ một thời gian ngắn không thể cầu mưa được nữa. Cũng tại Trang Nhi đã gây tai hại, làm hại muôn dân bị khổ vì nạn tai. Xin hoàng thượng bớt giận, đừng để hại tới Long Thế.
khải tấu hoàng thượng, cầu mưa tuy thất bại nhưng vẫn có phương pháp cứu vãn. Xin hoàng thượng lập tức phái người đi tới những chỗ thiên tai chuẩn tế cho nạn nhân, để cho dân chúng nhờ ơn thánh thượng. Hiền khanh nói rất đúng, trẫm chuẩn y lời khanh, lập tức phái hữu ti chẩn tế để giúp muôn dân. Ân đức hoàng thượng khiến muôn dân đồng cảm tạ thiên ân. Các vị hiền khanh có thể lui ra. Chúng thần bái biệt. Hoàng thượng, nô tỳ nghĩ ra một người có thể làm cho hoàng thượng bớt buồn. Ủa, người nào mà có bản lãnh như vậy? Người này không phải trong triều thần, cũng không phải trong giang hồ thuật sĩ. Tên của người này có lẽ hoàng thượng đã nghe qua. Võ tài nhân, khanh hãy cứ nói ra đi, đừng nói vòng vo nữa. Ổng là thương ngoại kỳ sĩ, Nguyên Thiền Quang đạo sĩ. Nguyên Thiền Quang? Dạ. Võ tài nhân nói đúng đó, lời nói của khanh đã làm ta chợt tỉnh mộng. Trẫm đã có gặp người này, ông đã từng coi tướng của trẫm, nói rằng trẫm là chân mạng thiên tử, nhất định sẽ thừa kế đại tông. Ông đã tiên đoán những lời đó, lời nào cũng đúng hết. Do tài nhân, khanh một lời thức tỉnh trẫm, trẫm nhất định sẽ trọng thưởng cho khanh. Nô tỳ vô tài vô đức, không thể giúp cho hoàng thượng bớt buồn, chỉ là mượn qua kính Phật thôi. Mượn qua kính Phật? Hay mượn qua kính Phật? Về chuyện chẩn tế chỉ là nhất thời thôi, cầu mưa giải nạn mới là điều căn bản. Đồng thời cũng có thể thỉnh Nguyên đạo trưởng, ngoài việc cầu mưa ra, để xem tướng cho ba vị Dương gia, để đoán người nào sau này có thể thừa kế ngôi vị. Tốt, trẫm hết sức đồng ý lời nói của khanh. Ngày mai sẽ phái đại thần đi tìm Nguyên Thiền Quang. Hoàng thượng, như vậy không được đâu. Tại sao vậy? Nô tỳ nghe nói hồi đó Lưu Bị vì thỉnh quân sư Gia Cát Lượng đã hạ mình tam thỉnh chư cát. Nếu hoàng thượng ngự giá thân chinh đi mời đạo trưởng Nguyên Thiền Quang, tài nhân tin rằng Nguyên đạo trưởng sẽ vui lòng thọ mệnh. Được, được, vậy trẫm nghe theo lời của khanh. Võ Mi Nương tâm linh đề nghị thỉnh Nguyên Thiền Quang cầu mưa xem tướng. Đây sẽ làm cho hoàng triều của Đại Đường lịch sử phải biến đổi. Shine.